Hồi nãy giờ chờ lâu mà tôi muốn phỏng vấn xíu ha. Anh chờ lâu trong khi mà đăng ký hát mà chờ hoài không thấy hát, anh thấy sao? Nay ngày nay gặp mặt các thầy cô với anh chị ở đây ngày vui. Đình Hải cũng xin góp vui vào nhà này, căn nhà của cô. Thank you.
Và bây giờ là một con số kỷ lục 28 triệu đồng. Một con số kỷ lục. Yeah. So với năm ngoái là mình thu được 17.200.000 thì năm nay mình đã tăng được gấp rưỡi. Xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn các anh chị. Ta hãy tự cầu mong mình được may mắn, giải rất là đặc biệt. Và xin mời thôi lần này thì anh Long bê cái hòm này đi xuống cái dưới kia nhờ một người. Bất chợt là ai, anh run run là nhờ ai bóc đại cũng được ha. Xuống bàn dưới. Anh Long à, có lẽ là anh nhờ chị Luận. Anh nhờ chị Luận tức là người đến hòa xuất rượu. Chúng tôi có một số mà giao lưu cho đến giờ phút này. Tôi cũng thành thật cảm ơn vợ chồng nhà báo chồng của chị Luận cũng như chị Luận. Chính những cái thông tin mà cho biết thầy cô chúng tôi mấy chục năm lâu lạc hiện ở đâu mà chúng tôi có một cái giao lưu. Con số này nó cũng rất chi là đặc biệt. Người ta bảo là mùng năm 14/23 đi chơi cũng lỗ cũng là đi buôn. Mà 14 đã ra rồi, 13 ra rồi, mà 23 thì không có. Chắc là còn lại chỉ có mùng năm thôi. Mùng năm Tết cũng là vua Quang Trung thắng trận Hà Hồi. Ai có con số 5 giải đặc biệt mang số 5, xin mời người nào có mang số 5. Quá may mắn, chúc mừng anh. Anh từ bên Mỹ về và rất nhiệt tình với cái hội của chúng ta. Và cái này là cái may mắn tình cờ bốc ra chúng chứ không phải sắp xếp gì cả. Anh chị em thấy rồi. Và xin chúc mừng anh trước hết. Và mời chị hội trưởng Hà Thị Thu Thủy trao món quà này cho người may mắn hôm nay giải đặc biệt.